Rồi máy đã active thành công nè. Giờ mình kiểm tra coi thử những cái thông số rồi nó còn không các bạn ha. Rồi ngon lành các bạn ơi, badband rồi đầy đủ nè, không có bị mất ha. Mình bypass mà giữ lại badband á, đa số là mình xài không có heo pin nha các bạn. Để mình reboot cái máy lại. Alo, xin chào các bạn. Này là cái iPhone nó bị quên tài khoản iCloud nè, khóa cho chủ sở hữu ha. Giờ mình tiến hành mình bypass nó nha các bạn. Các bạn ghim vô máy tính đó, mở Powertool lên để mình coi được nó máy gì đây. iPhone 6S nè. Những cái con iPhone này là chip A9 nha các bạn. Các bạn bypass đổi số series thì mình phải cần cái cáp DCSD nè. Giờ mình chia sẻ với các bạn, mình bypass không có cần cái cáp này luôn ha. Mình bypass nhanh gọn lẹ luôn nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn phải direct cái máy đò trước cho mình ha. Direct thì cũng khá là đơn giản. Các bạn direct cách nào cũng được. Mình chạy quen cái WinRAR trên Windows thì mình mở cái tool lên. Sau khi các bạn mở cái tool lên á, các bạn nhớ là phải coi có driver đầy đủ ha. Nó nhận máy có driver thì mình mới chạy nha các bạn. Cái tool WinRAR nó nhận cái máy nè, ở chế độ bình thường nè. Các bạn direct rootless thôi, không có cần chạy root full ha. Hiện tại thì rootless nó vẫn hỗ trợ bypass nha các bạn. Rồi các bạn bấm net, tự động cái máy mình vô chế độ recovery. Các bạn đợi một xíu cái máy mình vô chế độ recovery á. Tiếp tục mình vô DFU. Những cái máy iPhone mà có phím home mềm á, các bạn cứ nhấn giữ phím nguồn với lại phím home. Các bạn nhịp nhẹ hợp lý, buông nguồn giữ home là tự động cái máy mình vô DFU. Là cái tool nó sẽ làm việc nha. Lúc này thì mình đợi cái tool nó chạy thôi. Các bạn để cho mình cái phần device manager á. Khi driver nó chạy nó bị lỗi ở đâu á, thì mình fix ở đó ha. Rồi các bạn đợi cái tool cho nó chạy xong á, nó báo boot tin nè, là cái máy mình nó sẽ boot trái táo lên. Rồi các bạn đợi một lát, nó chạy những cái lệnh bong OS gì trên cái điện thoại á, là trên tool nó báo on đồng là xong. Cái này là chỉ là cái bước số 1 ha, mình direct cái máy trước. Các bạn nhớ là mình chỉ direct rootless thôi nha. Những cái máy phiên bản thấp, ví dụ như là 16GB hay là gì đó thì các bạn vẫn bypass phà luôn nha các bạn. Rồi sau khi mà direct rồi á, các bạn mở cái tool này lên. Tool này hiện tại thì miễn phí nha các bạn. Các bạn cứ mở cái tool lên, đợi cái tool nó nhận cái điện thoại á. Trên tool nó sẽ báo là đã direct thành công nè. Các bạn thấy không? Cái chữ Z nè. Thì cái tool này các bạn muốn chạy thì các bạn phải đăng ký cái số ASIC nè, đăng ký miễn phí nha. Các bạn cứ copy cái số ASIC nè. Rồi mình lên cái link trên tool nè, các bạn bấm vô là nó chuyển qua cái link này. Rồi các bạn tắt quảng cáo đi. Các bạn cái dán cái số ASIC vô đây. Rồi đợi cho cái số dây nó đếm ngược chỗ về không á, là nó hiện cái chữ submit á, thì các bạn bấm đăng ký thôi. Là đăng ký cũng khá là nhanh nha các bạn. Hiện tại thì miễn phí, các bạn cứ chạy thoải mái thôi. Có những cái máy chip A9 mà các bạn không có cáp DCSD để đổi số series á thì mình chạy ha. Rồi sau khi đăng ký thành công, các bạn bấm one list trên tool nè. Rồi các bạn đợi cái tool nó bypass cái máy của mình. Bypass xong á thì mình kiểm tra coi thử cái số email hay là badband nó còn nha các bạn. Rồi các bạn làm cảm thấy khó khăn quá thì liên hệ với mình. Mình biết thì mình hỗ trợ giúp các bạn ha. Sau khi bypass thành công nè, các bạn đợi một lát là cái điện thoại của mình nó khởi động lại. Rồi các bạn kiểm tra những cái tính năng. Nói chung cái này là mình chỉ bypass dùng wifi thôi nha các bạn. Không có nghe gọi được ha. Các bạn bị iCloud màn hình Hello mà muốn bypass full SIM thì mình sẽ làm những cái tool trên server khác nha các bạn. Cái đó thì mình cũng ra video khá là nhiều ở trên kênh ha. Rồi máy đã active thành công nè. Giờ mình kiểm tra coi thử những cái thông số rồi nó còn không các bạn ha. Rồi ngon lành các bạn ơi, badband rồi đầy đủ nè, không có bị mất ha. Mình bypass mà giữ lại badband á, đa số là mình xài không có heo pin nha các bạn. Để mình reboot cái máy lại coi thử nó có văn ngặt ti không là gì ha. A few moments later. Thường thường mình bypass kiểu này á, là bypass giống như là chữa cháy nha các bạn, xài đỡ qua mùa mưa thôi. Các bạn thấy mình reboot máy lại thì nó nhảy về màn hình hello nè. Thì lúc này thì mình chỉ cần reset lại thôi nha các bạn, không có cần bypass lại các bạn ha. Cho nên khi các bạn bypass xong á, dữ liệu các bạn quay phim chụp hình gì đó mà các bạn lỡ reboot cái máy lại nó nhảy về màn hình hello á, thì các bạn chỉ cần reset lại thôi,
không có bán lại ha, dữ liệu thì vẫn còn nguyên. Rồi các bạn trở lại cái tool Winden nè, chờ cái tool nó nhận máy, tiếp tục chạy roulette cho nó. Các bạn bấm net trên tool, rồi các bạn lặp lại những cái bước ban đầu thôi, rồi tiến hành mình giao red lại nó, rồi nó sẽ vô lại ha. Các bạn để ý cho mình là giao red kiểu ba bát kiểu này á, là mình đăng nhập iCloud phát time rồi ok luôn nha các bạn, full thông báo ha. Mình test hết rồi nha các bạn. Các bạn để ý nếu mà tool nó lỗi á, nó kẹt driver Winden nè, các bạn sẽ gỡ driver đó đi. Nhiều lúc các bạn chạy nhiều lần trên một nhiều quá thì cái tool nó sẽ bị kẹt ha. Rồi các bạn fix lại driver nè, nó nhận lại driver USB á. Các bạn chuyển xuống lại roulette, rồi các bạn bấm net là cái tool nó sẽ chạy tiếp, nó ra red cho mình thành công. Thì các bạn làm thì các bạn mở cái device manager lên, mình để ý cái driver là được rồi. Nhiều lúc các bạn giao red 2-3 lần nhanh quá, cái tool nhiều lúc nó hay bị kẹt driver Winden ha, thì các bạn gỡ như video của mình chia sẻ là được. Rồi sau khi giao red thành công á, cái máy mình nó sẽ kích hoạt vô trong, rồi các bạn xài. Các bạn để ý cho mình là cái kiểu này thì dung lượng bộ nhớ máy 16GB hay gì á, mình 3 bát ok luôn nha, không có cần đổi số series đâu. Nhưng mà các bạn hạn chế tắt máy hoặc là khởi động lại giúp mình là được. Rồi các bạn đăng nhập tài khoản iCloud mới hay gì thì các bạn cứ xài thoải mái thôi. Khi nào các bạn lãnh lương hay gì hay là trúng mánh thì các bạn ba bát full sim nghe gọi được ha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.